Hi, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay thì Nam sẽ ra một cái clip nói về cái vấn đề là cái dòng kích thích da rẻ nha mọi người. Thì trong thời gian vừa qua thì cũng có một số anh em có hỏi Nam là mình nên kích thích bộ rễ thì nên dùng cái sản phẩm nào thì nó hiệu quả cho cái cây trồng và nó kích cái bộ rễ ra cho nó nhanh vào cái tháng mùa mưa. Thì hầu như thì trên thị trường thì cũng rất là nhiều cái dòng sản phẩm chuyên để kích ra rễ cho thị trường. Thì riêng đây thì Nam sẽ giới thiệu đến tất cả quý bà con nông dân của mình hiểu thêm về cái sản phẩm đó là cái dòng humic. Thì cũng khá là nhiều anh em cũng biết về cái dòng humic, nhưng mà hôm nay thì Nam sẽ giới thiệu đến tất cả bà con nông dân mình là một cái dòng humic sa băng là rối 1 kg. Thì giá của 1 kg này thì nó rơi vào tầm khoảng 80 85 ngàn, 80 ngàn. Thì nói chung cũng vừa xài vừa có túi tiền cho bà con nông dân, mà 1 kg này có thể là mình pha cho khoảng 400 lít nước để mình tưới cho cái cây trồng. Thì cái humic này á, cái humic này thì cái humic sa băng á, thì nó chuyên là gì, nó gói 1 kg nha mọi người, là nó chuyên để là giải độc phèn, ngộ độc hữu cơ, giải độc ngộ độc hữu cơ nè, rồi ra rễ cực mạnh, rồi chống nghẹt rễ. Là có nghĩa là chống nghẹt rễ là sau khi mà mình tưới vào á, thì mình sẽ kích thích được cái bộ rễ cho nó ra, nó phát triển. Thì mình sẽ để cái hình của cái sản phẩm cái humic sa băng á lên mọi người xem để mọi người mua cho nó đúng cái sản phẩm để mình xài cho nó hiệu quả hơn. Rồi tốt đất xanh cây bóng lá, thì nói chung là cái humic sa băng thì anh em nào xài á thì có cảm nhận rồi đó. Cái dòng humic sa băng được cái là nó kích thích cái bộ rễ cho nó ra rất là nhanh, và cái cây trồng chúng ta nó sẽ tạo ra được một, khi mà cái bộ rễ nó khỏe rồi á thì cái cây của chúng ta nó sẽ hút được nước và dinh dưỡng, thì đưa lên nó sẽ làm cho cái cây chúng ta nó sẽ xanh và cái lá nó sẽ mưng mởn ra. Thì đó là cái đặc biệt của cái dòng humic sa băng là vậy. Thì 1 kg này là mình pha cho 400 lít nước nha mọi người, 400 lít nước. Thì tùy theo cái tuổi cây mà mình tưới cho nó phù hợp, ví dụ như cây con á thì mình tưới nó một gốc tầm khoảng từ 1 lít 2 lít gì đó. Cây lớn thì có thể là mình tưới khoảng từ 5 hoặc là 10 lít không chừng, tùy theo cái độ tuổi của cây cây, tùy theo cái đường tán của cái cây mà mình tưới cái liều lượng nước cho nó phù hợp với nhau. Ở đây thì Nam chỉ là giới thiệu đến tất cả mọi người là cái dòng sản phẩm nào là chuyên để kích rễ cho cái cây chúng ta thôi. Thì cái humic đó, thì cái humic thì mọi người biết đó, nó là thuộc về cái dòng là sinh học. Sinh học. Tại sao mình gọi là sinh học? Nó lấy từ cái than bùn, và trong khi đó đó cái than bùn này á thì khi mà nhà sản xuất á, họ họ đem về á, thì còn họ phải còn đấu vô nữa, đấu vô thêm những cái dòng là đa chung vi lượng nữa cho cái cây nữa. Có nghĩa là canxi, magie, đồng, kẽm, sắt, nói chung là họ sẽ thêm một chút ít vào cái chung vi lượng vào trong cái gói humic này. Để làm gì? Để cho nó tăng cường vào những cái thành phần cho cái cây chúng ta khi mà nó sẽ thiếu đi trong cái lúc mà chúng ta trồng, thì nó sẽ giúp cho cái cây chúng ta nó sẽ xanh, nó sẽ hút vào cái dưỡng chất này thì nó sẽ xanh cái cây chúng ta. Thì nôm na là vậy. Thì nói chung là mình sẽ giải thích nôm na thôi, tại vì nhiều khi là mình không muốn là nói về cái kiểu, một số anh em là giải thích theo kiểu hình thức khoa học thì mình không có thích cái kiểu hình thức khoa học. Tại sao? Mình thì nói chung là mình là con của người nông dân, thì mình giải thích làm sao mà cho bà con nông dân mình dễ hiểu, dễ nắm được cái sản phẩm đó như thế nào và xài cho cái giai đoạn nào mà thôi, thì nó dễ hơn. Thì cái đó là cái dòng humic sa băng mà có 1 kg. Thì tiếp theo nữa thì Nam sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một cái sản phẩm là cũng chuyên tứ kích rễ, đó là cái xô gel humic. Cái xô gel humic này là cái xô này là nó 20 kg nha mọi người. Cái xô 20 kg cũng của công ty Bio Sa Băng thương hiệu Quả Cầu Lửa. Thì hiện tại giờ á thì Nam thấy, nói chung là Nam cũng không muốn nói động đến tất cả anh em như thế nào, thì Nam chỉ nói như thế này là khi mà anh em mua một cái sản phẩm, về cái sản phẩm gel humic mà cho nó đúng cái sản phẩm á, thì mọi người nhìn lên cái tem logo của bên công ty Bio Sa Băng thương hiệu Quả Cầu Lửa đó, nó sẽ có một cái ông mặt trời, đó là để là thương hiệu Quả Cầu Lửa. Thì cái xô gel humic này nó là chính thống, tại vì mình thấy là trên thị trường thì cũng rất là nhiều công ty hiện tại giờ đang đang để là gel humic cái gì đó, thì nói chung là cũng khá là nhiều.
khá là nhiều, thì công ty đang 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 đẩy vậy để bán cho nó dễ, sao mình không biết. Thì đó mình cũng không muốn chia sẻ nhiều đến tất cả với bà con nông dân mình ấy thôi. Nhưng mà bà con nông dân mình nhớ lại gì, cái sản phẩm của bên Nam hiện tại giờ á là cái xô, cũng là cái gel humid mà ở trên để là thương hiệu quả cầu lửa Bio Sabang. Thì cái xô này là 20kg này á, nó cũng là chiên tứ kích rễ cho cái cây trồng chúng ta vào cái tháng mùa mưa thì nó cũng rất là đạt. Thì cái xô gel humid này á, thì xô này á là mình thường mình pha cho cái cây trồng, một xô 20kg này mình pha tầm khoảng được có khoảng là, nếu mà cây đang càng kích mạnh á thì mình pha khoảng 4.000 lít nước. Còn nếu mà cây mà chúng ta tứ để bồi dưỡng cho cái cây thôi, bồi dưỡng vô để nhằm mục đích là mình tứ kích thích nhẹ nhẹ cho nó ra đó, thì bà con nông dân mình có thể pha một cái xô này nó rơi vào tầm khoảng từ 6 cho đến 7.000 lít nước để mình tứ cho cái vườn chúng ta. Thì cái xô này á, là xô gel humid á, nó làm từ humid nè, rồi phu quýt nè, rồi nói chung là đủ cái dưỡng chất ở trong đây hết. Nhưng mà đặc biệt ở đây là cái gì, cái dòng humid và phu quýt ở trong đây nó rất là cao để nhằm mục đích là nó kích thích cái bộ rễ cho nó ra, để giúp cho cái cây trồng chúng ta nó sẽ vượt qua cái giai đoạn gọi là nó sẽ không có bị phẻ đó, thì nó bị si đó, cái bộ rễ đó, thì chúng ta kích vào để nhằm mục đích là cây nó sẽ vượt bật lên, nó sẽ phát triển nhanh vào cái cơ đọt, giúp cho cái cây chúng ta đi cơ đọt được nhanh và được xanh cây. Thì về cái liều lượng thì Nam cũng giải thích thêm đến mọi người. Thì cái xô này thì nói chung là cái xô gel humid á, thì nó nhằm mục đích là ra rễ cực mạnh, thì chắc lẽ là mọi người cũng đã biết rồi, tốt cây xanh lá, rồi nói chung là nó nhằm mục đích là nó kích thích cái bộ rễ nó ra nha mọi người. Thì cái xô này có thể là mọi người có thể cộng thêm cái thằng ca cu kẽm, cái sản phẩm ca cu kẽm. Thì cái sản phẩm ca cu kẽm này á, thường á thì đối với trường hợp á, là những cái vườn nào mà đang bị si, thì đang bị si hay là nó đang bị bệnh á, thì Nam xử lý nấm bệnh xong rồi Nam mới tứ cái dòng xô gel humid á, thì thường Nam sẽ cộng thêm một cái sản phẩm nữa, đó là cái ca cu kẽm. Thì nếu mà trường hợp vườn chúng ta không bị gì hết, chúng ta chỉ tưới dưỡng cho cái cây trồng, thì chúng ta chỉ cần tưới cái xô gel humid mà thôi. Còn nếu mà trường hợp cái cây chúng ta nó màu lá nó hơi bị si á, thì nên cộng cho Nam vào cái sản phẩm đó là cái ca cu kẽm. Ca cu kẽm nha mọi người, chứ đừng có nói là ca cu của Nam nha, chết luôn á. Đó là cái ca cu kẽm. Thì cái ca cu kẽm này á, ở đây á, thành phần chính của nó là canxi đồng kẽm. Thì nó nhằm mục đích gì? Nó giúp cho cái sức đề kháng của bộ rễ chúng ta nó phát triển rất là mạnh. Cái thứ hai nữa là nó nhằm mục đích là nó kích thích cái bộ rễ luôn. Cái thứ ba nữa là nó hạn chế cái vấn đề thối rễ vào cái tháng mùa mưa cho cây trồng chúng ta. Cái thứ tư á, là nó sẽ giúp cho cái quá trình lá của chúng ta nó sẽ được xanh. Tại sao? Nó sẽ có một cái thành phần, đó là cái thành phần kẽm. Còn cái thành phần đồng và canxi, đồng và canxi này nó sẽ giúp cho cái cây trồng chúng ta, cái bộ rễ nó sẽ khỏe, cái vững chắc. Nó sẽ hạn chế được cái vấn đề là nấm bệnh xâm nhập vào cái tháng mùa mưa. Tại vì canxi thì nó chắc cái bộ rễ chúng ta, đồng thì nó sạc phấn. Thì đó là cái nguyên lý tại sao mà có một cái tên gọi là cái sản phẩm gọi là ca cu kẽm lại vậy. Thì cái sản phẩm thì nó cũng có là cái thương hiệu quả cầu lửa luôn nha mọi người. Thương hiệu quả cầu lửa Bio Sabang luôn. Mọi người mua cho nó đúng cái sản phẩm để mình xài cho nó hiệu quả cao. Thì nói chung là làm trên thị trường thì Nam thấy cũng khá là nhiều. Thì Nam cũng muốn giới thiệu đến tất cả mọi người, và Nam để hình ảnh để mọi người mua cho chính xác về cái sản phẩm khi mọi người xài. Đó là cái dòng ca cu kẽm. Thì nếu mà vườn chúng ta bị si á, hơi si á, thì mình cộng vô một xô gel humid, mình cộng với một cộng với tầm khoảng 4-5 gói ca cu kẽm, tùy theo mọi người, 4-5 gói nha. Thì mọi người cộng vô pha cho Nam tầm khoảng từ 4.000 đảo lên lít nước, rồi bắt đầu mình tưới cho cái vườn chúng ta để nhằm mục đích là kích thích cái bộ rễ, giúp cho cái cây dòng chúng ta nó sẽ hạn chế được một số cái vấn đề nấm bệnh, và cây chúng ta nó sẽ phát triển nhanh hơn. Thì ngoài ra thì cái sản phẩm xô gel humid thì bên công ty Nam cũng có làm một cái sản phẩm nhỏ gọn để cho nhà vườn chúng ta xài với cái diện tích nhỏ ít. Thì đó là cái sản phẩm là xô gel ra rễ 4,5 kg. Xô gel ra rễ 4,5 kg này á, thì đặc biệt ở đây á, là cái xô này á,
nó cũng nhằm mục đích là kích thích cái bộ rễ cho cây cây trồng chúng ta nó ra nhanh. Thì cái xô gheo ra rễ này là gì, mục đích nó là gì, công dụng nó là gì? Ra rễ cực mạnh, tốt cây xanh lá, giúp cho cây hạn chế được cái vấn đề là thối rễ vào tháng mùa mưa. Tại sao mà Nam dùng từ là hạn chế thối rễ vào tháng mùa mưa? Tại vì do cái là nếu mà bà con nông dân của mình tứ kích rễ thường xuyên cho cây trồng chúng ta thì cây chúng ta, bộ rễ chúng ta nó khỏe thì cây nó sẽ hạn chế được cái vấn đề thối rễ vào tháng mùa mưa. Còn nếu mà trong cái quá trình cây trồng chúng ta nó đang bị si hoặc là cây nó đang chậm phát triển lại thì do cái bộ rễ nó không phát triển mà mình không kích được cái bộ rễ mới ra thì từ đó nấm bệnh nó sẽ xâm nhập vào trong cái bộ rễ chúng ta thì bắt đầu dẫn cho tình hình là cái bộ rễ nó sẽ bị thối, hay là còn gọi là nấm Fusarium hay là nấm Phytophthora. Thì hai loại nấm đó là rất là phổ biến vào cái ở miền Tây của chúng ta. Thì cái vấn đề đó thì nói chung là mình nên tứ kích rễ định kỳ đối với cây trồng cây ăn trái chúng ta. Thì thà mình nói là gì, cây ăn trái mình thà là mình bổ sung định kỳ chứ đừng nên mình trị bệnh cho nó. Bổ sung định kỳ nó sẽ ít tốn kém cho mọi cho bà con nông dân mình. Còn mình trị bệnh cho cây trồng rất là tốn kém cho bà con nông dân của mình. Tại sao? Khi trị bệnh chúng ta cần phải trải qua một cái giai đoạn gọi là theo chu kỳ của cái cây để mình trị bệnh cho cái cây cho nó hồi phục lại, phát triển lại thì rất là tốn tiền. Thì quay lại cái vấn đề là xô gheo ra rễ. Thì một xô gheo ra rễ này á thì thường á, thì Nam sẽ cho tứ tầm khoảng được 100 gốc. 100 gốc hay còn gọi là mình pha cho khoảng 1.000 lít nước. 1.000 lít nước, một xô gheo ra rễ cộng với một gói ca cu kẽm. Một gói ca cu kẽm là mình pha cho 1.000 lít nước, mình tứ cho khoảng 100 gốc, là đối với trường hợp là gốc bự á mọi người. Mình tứ một gốc là khoảng 10 lít nước á. Mình tứ cho một gốc thì tùy theo cái độ tuổi của cây thì Nam nói cái liều lượng như vậy để cho mọi người nắm rõ hơn về cái sản phẩm. Mình xài cho nó đúng cái liều lượng thì cái hiệu quả nó bị được cao. Còn ví dụ như một xô gheo ra rễ này mà Nam không nói cái liều lượng chính xác thì bà con nông dân của mình mua về một xô gheo ra rễ này bà con nông dân mình pha khoảng 3-4.000 lít nước thì làm sao mà hiệu quả? Tại sao? Nó đâu quá lỏng đi, nó quá lỏng đi thì nó sẽ không có kích thích được cái bộ rễ cho cây trồng chúng ta nó phát triển nhanh được. Thì thành ra gì? Mình phải đúng cái liều lượng, đúng sản phẩm, đúng liều lượng thì mình đúng cái giai đoạn thì mình xài một cái sản phẩm đó nó sẽ hiệu quả cao hơn cho nhà vườn chúng ta. Thì đó là cái xô gheo ra rễ 4,5 kg nha mọi người. Thì cái xô này cũng nhằm mục đích là kích thích cái bộ rễ cho cây trồng chúng ta vào cái tháng mùa mưa để cho nó phát triển nhanh. Thì Nam sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người là ba cái sản phẩm đó là cái xô cái humic sa băng nè, cái gheo humic nè, xô gheo ra rễ nè. Thì ngoài ra thì Nam cũng có một cái sản phẩm đó là cũng là cái xô này cũng là 20 kg nha mọi người, nhưng mà cái xô này là đa phần là Nam cho tứ vào cái giai đoạn là phục hồi cây sau thu hoạch là cái xô là rêu chiên phục hồi 5 chức năng. Thì nếu mà bà con nông dân nào có xài rồi thì cũng cảm nhận đó, cái dòng sản phẩm đó là Nam chiên để tứ đặng phục hồi cây sau thu hoạch thôi. Còn cái vấn đề là thì sau này Nam sẽ giới thiệu rõ hơn về cái xô đó để cho mọi người là nắm rõ hơn. Thì cái xô này thì nói chung là nó cũng là nhằm mục đích là nó dưỡng cây, kích rễ, dưỡng cây xanh lá, phục hồi cây để cho cái cây chúng ta nó sẽ nhanh hồi phục lại sau cái quá trình là nó mang trái. Thì cái xô này là cái xô reo chiên phục hồi 5 tác động hiệu quả nha mọi người. Thì ở trên thì cũng có cái logo là thương hiệu quả cầu lửa luôn. Thì thôi sẵn đây Nam cũng nói luôn đi. Thì cái xô reo 5 chức năng này nè, reo phục hồi 5 chức năng á thì nó cũng nói chung là cũng là 20 kg. Thì thường là cái xô này á thì Nam cũng cho tứ là pha tầm khoảng là 4-5.000 lít nước để mình tứ cho cái vườn của chúng ta. Thì ngoài ra thì cái xô này thì nó được cái là nó phục hồi cái cây sau thu hoạch nó rất là mạnh, xài nó rất là phê cho cái vườn chúng ta. Thì cái thành phần chính ở đây á, thì nói chung là cái thành phần á, thì ở đây là cái gì, cái NPK, cái thứ hai nữa là cái humic fluid, cái humic và fluid, đặc biệt ở đây là cái fluid càng cao là cái sản phẩm đó là
kích rễ càng mạnh. Cái humic cũng vậy luôn nha mọi người, cái fluid nó cao cấp hơn cái humic là vậy. Tại sao mà một khi á, một số anh em là cầm một cái bịch fluid đậm đặc cỡ khoảng 200-300 gram gì đó với một cái gói humic 1 ký á, mà ngược lại cái gói fluid nó lại cao hơn cái gói một humic. Tại sao cái phối fluid, cái thành phần fluid á là nó sẽ cao cấp hơn, nó cao cấp hơn thằng humic. Thằng humic nó nằm ở dưới, thằng fluid nó nằm ở trên nha mọi người. Thì mọi người nếu mà trường hợp ra mua vật tư nông nghiệp họ bán mà cái giá mà fluid nó cao hơn á thì mọi người cũng đừng nên thắc mắc nha. Tại vì đó là gì, cái fluid nó cao cấp hơn humic là nó fluid nó xài cực kỳ phê hơn humic là vậy. Để mọi người nhiều khi thắc mắc là tại sao mà cái gói nhỏ mà nó lại giá nó cứng, giá nó cao hơn thằng gói 1 ký là vậy. Thì nói chung là Nam cũng giải thích cho mọi người hiểu rõ thêm. Đó là những cái dòng sản phẩm chuyên tứ kích rễ cho cây trồng. Thì bà con nông dân mình mua thì mình xài cho nó đúng cái sản phẩm để cho nó hiệu quả trên vườn chúng ta. Tại vì thời gian vừa qua thì Nam thấy là một số là có một số anh em nói chung là cũng làm ra những cái sản phẩm là nào là sô gheo hu miết rồi nói chung là thôi từ lô dưới đó, thì Nam sẽ để hình ở phía sau lưng để mọi người mua cho chính xác cái sản phẩm mình xài cho nó hiệu quả. Tiền mình mắc thì mình phải xài sao cho nó hiệu quả, chứ nhiều khi tiền mình mắc mà xài không hiệu quả nữa bà con nông dân của mình lại tốn kém. Thôi Nam kết thúc video tại đây, anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ cho Nam, hãy cho Nam một like. Nếu mà mọi người còn thắc mắc gì hãy để lại số điện thoại hoặc là điện cho Nam, số điện thoại trên màn hình đó. Thì anh em nào muốn Nam làm một cái clip nào đó thì cứ để lại bình luận bên dưới, Nam sẽ cố gắng là ra một cái video đó giải thích rõ hơn để cho mọi người cùng nhau nắm rõ hơn. Rồi Nam cảm ơn tất cả mọi người nha.